Sau đó, Chúa chỉ định 70 môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán với họ: mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai nhiều thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Hãy đi. Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. Đừng đem túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào ai dọc đường. Nếu các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: xin sự bình an ở với nhà này. Nếu nhà đó có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở trên người đó. Bằng không, sự bình an đó sẽ trở về với các con. Hãy ở lại nhà đó, ăn uống với họ, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng bỏ nhà này sang nhà khác. Khi các con vào thành nào mà người ta tiếp rước các con, hãy ăn đồ họ dọn cho các con. Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng: vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người. Nhưng khi các con vào một thành mà họ không tiếp rước các con, hãy đi ra ngoài đường và nói: ngay cả bụi đất của thành các người dính vào chân, chúng tôi cũng phủi sạch để nghịch với các người. Tuy nhiên phải biết điều này: vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người rồi. Ta bảo các con, đến ngày phán xét, thành Sodom sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành đó. Khốn cho ngươi thành Corazin, khốn cho ngươi thành Bethsaida. Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi mà đem thực hiện tại thành Tyre và thành Sidon, thì chúng đã mặc áo xô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Vậy đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu phạt nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Capernaum, ngươi sẽ được nhấc lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Ai nghe các con, tức là nghe ta. Ai chối bỏ các con, tức là chối bỏ ta. Ai chối bỏ ta, tức là chối bỏ đấng đã sai ta. Bảy mươi môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: lạy Chúa, trong danh Chúa, các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Đức Chúa Giêsu phán với họ: ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. Tuy nhiên, đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Vào giờ đó, Đức Chúa Giêsu vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói: thưa Cha là Chúa của trời và đất, con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Cha đã giao mọi sự cho con. Ngoài Cha không ai biết con. Ngoài con và người nào con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha. Rồi Ngài quay lại phía các môn đồ mà phán riêng: phước cho mắt được thấy điều các con thấy. Vì ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các con thấy mà không được thấy, ước ao nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe. Khi ấy có một luật gia đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp: trong luật pháp có chép điều gì? Người đọc và hiểu thế nào? Người ấy thưa: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như chính mình. Đức Chúa Giêsu phán: ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì ngươi sẽ sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là công chính nên thưa với Đức Chúa Giêsu: ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu đáp: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, rơi vào tay bọn cướp.
dung lột hết quần áo và đánh đập bỏ đi, để mặc người đó dở sống dở chết. Bây giờ có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân thì đi tránh qua bên kia đường. Tương tự như thế, một người Lê Vi cũng đến nơi, thấy rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương xót, liền áp lại, lấy dầu và rượu xức vào vết thương băng bó lại, rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. Ngày hôm sau, ông lấy hai đinh dê đưa cho chủ quán và nói: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi trở về tôi sẽ hoàn lại. Theo ngươi nghĩ, trong ba người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Luật gia thưa, ấy là người đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân. Đức Chúa Giê-xu phán: hãy đi, làm theo như vậy. Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Giê-xu ghé vào một làng kia. Có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Ma-ri ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Còn Ma-thê mãi bận rộn với việc phục vụ, nên cô đến thưa với Ngài: lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Chúa đáp: hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.